<laughs> Rất thích cái câu hỏi của bạn nhá Elon Musk thật ra là cũng nhập pin ở chỗ tớ thôi các bạn ạ Tớ nhập pin ở đâu thì ông ấy cũng nhập ở đấy thôi anh em hiểu không Và sau đó anh em đều sẽ thêm công đoạn là gia công sản phẩm Elon thì lắp lên xe ô tô Còn đây là anh em mình làm ra để phục vụ người dân Đây sản phẩm hoàn thiện sinh thế này nhá Aqui Lithium 12V 100A ừ, 12V 100A Bản mới nhất này thì trang bị cho anh em là cái màn LCD này Báo được dung lượng từng cell pin anh em mua trên thị trường cái này tôi đảm bảo luôn chả có ông nào lắp cho anh em nhìn cái này cả đấy sau đó nó báo tổng điện áp luôn nhé trang bị cho anh em mà một mạch nạp xả bảo vệ nạp xả nạp đầy điện tự ngắt xả hết điện tự dừng trong các xe chỉ cần một xe tụt áp là tự nó cân bằng lại xe luôn đấy chính năng cực kỳ mạnh luôn của hệ thống này vỏ được làm bằng mica trong suốt bình là 12 hai vùng trăm a sẽ trung cấp cho anh em là được một w điện nhá một nghìn là còn ít đấy đường thường khoảng tầm một nghìn một trăm tức là tương đương với một số điện anh em nhá Bình nặng 9 cân thôi, siêu nhỏ nhẹ gọn. Anh em thấy không? Đây là bình tôi đang test thử đi cho anh khách.